Ok, chào cả nhà nhé. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục ngồi chém gió với nhau cái chức năng command và tracking trong Word đó. Thế thì hai cái chức năng này nó đều dùng để chúng ta review một cái tài liệu nào đó, một cái tài liệu, một cái văn bản hay một cái hợp đồng nào đó chẳng hạn. Thì nó đều là dùng review thôi, nhưng mà tại sao trường hợp nào thì chúng ta review bằng tính năng comment thôi nào? Đây, tính năng comment trong 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 Word ở đây và đây là tracking. Thì ở cái video trước tôi có chia sẻ cho mọi người một cái đây, cái phần mà tôi đã ghi ở đây đó, tức là hướng dẫn sử dụng tracking chain trong Word 2019 này. Thì các bạn xem ở đây để bạn biết cái cách sử dụng thôi. Còn cái video ngày hôm nay thì tôi muốn ngồi để nói chuyện với các anh bạn là chúng ta dùng nó để làm gì. Tôi biết mình biết nó dùng để làm cái gì rồi, sau đó chúng ta mới ứng dụng nó phải không? Thế thì hai tính năng này cũng rất là hay, cũng là đồ dùng để review một cái tài liệu. Nhưng mà comment á, thì chúng ta dùng nữa, chúng ta review nhưng mà chúng ta chỉ đưa ra ý kiến thôi. Nào, chúng ta chỉ đưa ra ý kiến, ví dụ như ở đây đi, quyền hạn trách nhiệm này, ví dụ như trong cái toàn bộ cái nội dung này tôi muốn đưa ra một cái ý kiến, thì tôi chọn hết tất cả, chọn hết nội dung này, hoặc là cả phần trên này luôn cũng được. Nào, trong tức là ý tôi muốn là trong cái phần cái điều cái khoản 12.1 này, hoặc là các bạn chọn ở đây thôi, là người ta biết là toàn bộ cái nội dung mình muốn ý kiến trong cái điều 12.1 này, hoặc là chúng ta chọn ra, sau đó chúng ta click vào cái chọn new comment này đó, rồi chúng ta đưa ra ý kiến. Ví dụ như coi mình đưa ra ý kiến là cần bổ sung cái gì đó không, cần bổ sung điều khoản và các cái nghĩa vụ và các nghĩa vụ và việc thực hiện cái gì đó, thực hiện ABCD gì đó đó nè, đó là ví dụ là như vậy. Còn tức là chúng ta nó trong cái chức năng comment này mình review nhưng mà mình không có đưa ra một cái nội dung chính xác đó, là mình chỉ đưa ra ý kiến thôi, giống như mình đưa ra là như thế này, cần bổ sung cái này, cần thêm cái này, tôi thấy cái này chưa hay, hoặc là câu từ nó chưa ổn lắm, hoặc là nội dung tôi thấy nó còn thiếu và cần bổ sung chủ đề này, chủ đề A, chủ đề B, chủ đề C nào đó lắm. Tức là mình đưa một cái ý kiến mà nó chung chung chứ nó không có cụ thể, đó là để đỡ người khác họ xem xét họ điều chỉnh đó. Giống như cái tài liệu về một hợp đồng và cái điều khoản mà tôi vừa đề cập, thì mình chỉ đưa ra một ý kiến ở cần bổ sung cái nghĩa vụ thực hiện ABCD gì đó. Đó, thì khi mà cái người họ nhận là tiếp nhận cái nội dung của mình gửi á, thì họ 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 sẽ đọc lại và họ họ sẽ đưa nội dung vô, họ đưa vào câu từ như thế nào đó thì họ điều chỉnh lại, họ thêm gì đó vô thì họ tự thêm à, chứ không phải tức là cái người review họ dùng comment thì họ không có đưa, họ chỉ đưa ý kiến thôi, tức là sai đúng về cái này là chưa hợp lý hay cái gì đó vân vân nè. Còn cái tracking chain á, thì khi tức là nó sẽ khi người dùng mà người ta dùng tracking, người ta review là người ta đã đưa ra một cái ý kiến luôn, đó là đưa ra một ý kiến chính xác luôn, đưa ra một ý kiến cụ thể luôn, thì người ta dùng luôn thằng tracking chain đó. Giống như là cái này tôi không đồng ý, đó là ví dụ như cái này tôi không đồng ý là đề nghị bỏ đi, tôi bỏ đi, cái này tôi không đồng ý tôi bỏ đi đó, hoặc là cái điều khoản này tôi không đồng ý là tôi bỏ đi thôi, tôi bỏ đi, tức là cái quan điểm nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn, cần phải bỏ đi hay là đề nghị bỏ đi, cái kiểu là như vậy, nó cụ thể hơn nhiều, hoặc là cái người review họ muốn đưa ra cái thông tin nó chính xác hơn, hoặc là họ muốn bổ sung là một cái điều nào đó, ví dụ như bên A B gì đó cần thực hiện cái gì đó ra cái trách nhiệm gì đó. Vâng, đó là cái kiểu là như vậy. Thế thì tóm lại là
trường hợp nào chúng ta dùng thế nào. Tức là hai cái tính năng này nó rất là hay. Đầu tiên là tôi nói là nó là dùng để chúng ta review một cái tài liệu, một cái văn bản hoặc là một cái hợp đồng hoặc là một cái tài liệu về thuyết minh dự án, thuyết minh thiết kế vân vân các kiểu thế này. Thì khi nào mà mình muốn review comment thì nó chỉ đưa ra một cái ý kiến tổng quát, tức là chung chung chung, tức là tôi đưa ra ý kiến chung chung như này, còn bổ sung cái này, còn thêm cái này, cần bớt cái kia, cái này nó chưa đủ, cái này cần bổ sung cái thông tin này, một thông tin cập nhật thông tin này ở đâu đó, cập nhật lại cái nội dung này nó theo cái văn bản số mấy số mấy đó, người ta đưa ra ý kiến như vậy thì chúng ta dùng cái chức năng comment đó. Và nào, còn khi nào mà chúng ta review mà chúng ta đưa ra một cái nội dung nó cụ thể rõ ràng luôn, chúng ta dùng tracking, ta đưa vào cái này bỏ đi, bỏ đi luôn, thêm cái này vô, cái ý kiến của tôi là cái này bỏ đi, cái này thêm vô, thêm như thế nào cụ thể rõ ràng câu chữ luôn, và thậm chí là còn canh lờ format cái nội dung văn bản luôn trong 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 phần đó luôn, thì người ta dùng cái tracking chain đó. Thế thì mọi người lưu ý và để ta sử dụng cho nó hợp lý thôi. Nó có hai cái chức năng, nó hoàn toàn nó đưa lên dùng review hết, nhưng mà dùng đến mình ta review một cái tài liệu, nhưng mà mọi cái nó có một cái mục đích, cho nên trong Word nó tạo ra cái tính năng là để chúng ta sử dụng đúng cái mục đích đó thì nó mới gia tăng được cái hiệu quả, chứ không thể nào bạn đi review một cái hợp đồng mà bạn đi dùng cái tính năng comment, nó sẽ không hợp lý thôi nè, nó không hợp lý. Cứ ghi chung 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 như vậy thì cả hai bên chả biết bao giờ chúng ta mới thống nhất với nhau được, nó mất thời gian đúng không, nó mất thời gian. Ví dụ như bạn gửi một cái thuyết minh dự án đầu tư đi, gửi cho cơ quan mà ví dụ một người nào đó ở trong cơ quan bằng ngành một ai đó thì họ review thì họ không đánh, tức là khi với những cái tài liệu đó thì họ sẽ không đánh là thêm cụ thể câu từ như thế nào, mà họ chỉ có đưa tính năng comment, tức là cần bổ sung nội dung này đang bị thiếu gì đó, cần phải sáng tạo thêm cho nó hấp dẫn hơn, hay là cập nhật thêm những cái số liệu đó ở cái tỉnh đó, tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C rồi đó, thì người ta lại dùng cái tính năng comment thì nó mới hiệu quả, đúng không? Thì thông qua cái video ngày hôm nay thì tôi muốn rằng là tức là chúng ta sử dụng sao cho nó hợp lý. Đầu tiên tức là khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta làm thì chúng ta nghĩ cái công cụ của chúng ta là cái nào nó hợp lý thì chúng ta mới làm thì nó mới hiệu quả phải không nào. Ok, thế thì cái nội dung hôm nay kết thúc tại đây nhé, hy vọng rằng sẽ hữu ích cho mọi người thôi. Cảm ơn mọi người.